Xin chào mọi người nhá. Mọi người ơi, nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế bánh xe vịn tay inox với mình cho các bạn xem nhá. Mình có tất cả là 7 màu, nhưng mà hiện tại mình quay cho bạn 5 màu thôi, còn đâu mình sẽ áp hình thật thật nhá các bạn. Ghế này thì đây là hàng bên mình rất là đẹp, mình quay gần cho các bạn xem này. Ghế này thì các bạn có thể xoay được 360 độ nhá và nâng lên hạ xuống từ 40 đến 55 cm. Bánh xe hàng xịn này, di chuyển dễ dàng nhá. Đấy. Hàng mình quay như thế nào thì các bạn sẽ nhận hàng như vậy thôi, đảm bảo hàng đẹp và chất lượng. Mình quay qua sản phẩm như vậy thôi. Ngoài chân bánh xe ra thì bên mình còn có chân thấp này 30-50 và chân cao 60-80 nhá. Tùy vào nhu cầu sử dụng của các bạn thì các bạn có thể chọn mẫu mã cho phù hợp. Ghế này thì hợp với ghế văn phòng này, ngồi học này, ngồi spa cũng được nhá các bạn, ngồi gội đầu cũng được cái ghế này. Đấy. Thôi mình quay qua một đoạn với thôi. Mình cảm ơn các bạn nhá. Mình chào các bạn.